Tôi nói tôi quýnh sờ bê được mà cho em sờ ba cái đi, anh sờ một cái tầm của Vayner sờ bê mà mọi người đâu có đâu. Vayner AD đó, Vayner AD em yếu sờ bê, em yếu mới là sờ bê. Nãy giờ em yếu hỗ trợ trong trận quýt nhiều lắm luôn á. Thôi mày đừng có bốc phát. Tính chạy với em Hiếu, nó tính chạy với em Hiếu, nó tính chạy với em Hiếu. Nó nghĩ sao đòi chạy với em Hiếu được vậy? Đòi chạy với em Hiếu được vậy? Trời ghê chưa? Có kẻ đâu? Kẻ đâu biết gì đâu trời. Biết gì đâu? Tao hỗ trợ 4 mạng kìa. Đây 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 đây. Mấy bữa hồi xưa có thấy có học người ta quýnh con tờ quýt sờ bê để em Hiếu nhậu cho coi, em Hiếu nhậu cho coi. Thật ra là mình đánh con nào cũng được, quan trọng là mình đánh được chứ không phải chơi game bằng mồm Cay lắm, cay lắm. Rồi chết luôn con Leona nha. Đó, tao quýnh sờ bê vậy đó mà chửi người ta. Tao quýnh sờ bê vậy đó mà chửi người ta. Khinh thường em Hiếu và cái kết. Sao anh KS hoài vậy? Con phụ đam không đó, kêu KS hoài khổ thiệt, tôi không có vô đam. Xin lỗi mọi người. Nhậu thì nhậu, không nhậu thì nhậu đi. Có KS đâu. Thấy không, tôi nhường mạng rõ ràng kêu tôi KS. Trời khổ thiệt luôn á. Phận làm SB 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết rủi ngày mai gặp ngay đê ốc bò. Nhậu thì đi. Có KS đâu, có KS đâu, thấy không? Muốn vậy có kêu người ta KS. Có farm con lính nào của AD đâu. Tôi phụ AD đam hết trơn luôn á. Trời ơi, lát luôn mới ghê chứ, lát luôn mới ghê chứ. Không có ai mà như em Hiếu hết, có mặt tại khắp tất cả các bản đồ, các mặt trận. Ở đâu cũng có em Hiếu hết. Ở đâu cũng có em Hiếu hết. Quýnh nhau ở mid cũng có em Hiếu, quýnh nhau ở boss cũng có em Hiếu, quýnh nhau ở top cũng có em Hiếu. Nói chung là bãi cứt nào cũng có dấu răng của em Hiếu hết. Ừ là trời luôn á. Sao người ta núp ở đây người ta quýnh vậy mà không có trốn lên vậy trời. Khổ thiệt á. Hỗ trợ vậy mà không biết lòng tốt của em Hiếu gì hết. Đó, người ta quýnh vậy đó mà chửi người ta. Người ta quýnh sờ bê vậy đó mà chửi người ta. Hỗ trợ hả, khắp mọi bạn trận đồ 403. Muốn vậy mà mới vô kêu hả, không muốn quýnh sờ bê á thì ta nói. Đánh người ta quýnh sờ bê tốt tên vậy mà chửi người ta. Ảo thật đi. Ảo thật đi. Bà nội này bả chơi game con mắt thứ 8. Rồi xong. Thì ra trọng có quật mấy ông ơi. Có KS đâu, có KS đâu, có KS đâu. Muốn vậy kêu KS. Tôi hả không, thậm chí là tôi không KS mà tôi còn mang tới cho con TF 2 mạng hỗ trợ nữa. Hỗ trợ cho con tàu quýt nãy giờ 6 mạng rồi. Nãy giờ tôi hỗ trợ cho con tàu quýt em tôi 6 mạng rồi đó mọi người. Ghê không? Ảo thì đế. Hồi nãy tôi vừa mới chat AD ơi, tôi đi ram một cái nha. Sao đời đừng quýnh cái vừa mới về cái chết queo luôn. Xui thiệt. Hello Trần Trọng Hưng nha, hay lắm đó anh. Đờ mờ anh rồi chữ, nó khen tao nó còn chửi tao nữa. Bự quá anh Hiếu ơi. Vậy mới bự nè, con mệt quá, bơm 4.000 đó. Chúc mấy bạn nào coi livestream vui vẻ nha. Mấy em đừng có tập trung vô vú của thầy nha, tập trung vô game đi nha. Ok. Uống rai đâu rồi ta? Tôi nói mà. cái đường di chuyển đó là tôi biết là của con ra nó sẽ đi cái hướng đó rồi. Thôi rừng nó không lát, mình giữ cái mạng của mình tốt hơn. Mạng tôi tới 1000 tiền rồi, 900 tiền. Trời ơi, thiêu đốt tới chết rồi, thiêu đốt chết tới chết rồi. Trời chết luôn á hả? Ôi ảo thật đấy, ảo thật đấy. Về không chửi nữa hả? Không chửi tôi nữa hả? Quan trọng là mình có quýnh được hay không? Đúng đúng. Mới vô chửi quá trời luôn. Thôi đứng về để tôi xuống nè, từ từ đi, từ từ đi. Thôi xuống cho AD nó pha mà, chứ không xuống rồi nó quýnh AD tôi hoài. Như nói mày không nghe hay gì ghê thiệt. Rồi hay đó. Rờ đâu? Rờ đâu gan Blanc? Rồi xong. Nhơn. Ảo ma thật á. Má binh quýnh quá trời luôn, AD lăn lên mở combat cái thấy nó cái chạy. Bỏ rê ông AD mình. Thôi kệ xui thôi. Không làm được gì luôn á, không giúp ích được gì luôn. Thôi miếu bỏ trốn đi. Tem thua tại anh, sao tại tôi nữa ông nội? Anh đừng nhìn vô màn hình, không nhìn vô màn hình con chơi bằng gì mà. Sao bê chơi gì kỳ vậy? Chấp nhận thôi, Trời ơi. Rồi chết rồi, 1000 tiền. 1000 tiền của em Hiếu. Nay Hiếu có bầu, không có bầu em của anh em. Mới bơm á, 4000 á. Anh Hiếu ơi cho em bóp cái đi anh. Nè thôi lẹ đi. Lẹ đi á. Thằng vô dân quá. Hello Mạnh Nguyễn nha, hello em. Hello Gia Bảo nha, hello Thư Thư nha. Chửi tao cái đi Hiếu Leblanc không tao gì vậy bà. Coi livestream giờ thấy kia, thấy khoái không? Coi livestream nó không muốn khen nó hay gì, nó muốn chửi nó không à. Anh Hiếu ơi cho em coi đi anh, mày tặng trời khổ mày thiệt luôn rồi. Coi lẹ đi nha, một lần thôi nha. Rồi ok chưa? Hello Võ Huyền Trân, hello em. Một lần thôi mấy ông nội ơi, ai đâu xui bài vậy? Hảo sờ bê, hello Trần Quốc Bảo nha. Tôi nói tôi quýnh sờ bê được mà, cho em sờ 3 cái đi anh, sờ 1 cái tôi... Ủa Vayner sờ bê mà mọi người đâu có. Đâu Vayner AD đó, Vayner AD em Hiếu sờ bê. Em Hiếu mới là sờ bê, nãy giờ em Hiếu hỗ trợ trong trận quýt nhiều lắm luôn á. Thôi mày đừng có bốc phát. Ai da. Ai da, tôi đánh từ cánh trái, cho em nói thì đánh từ cánh phải. Em Hiếu sai lầm à. Ê thằng gì kìa, thằng gì kìa. Top nó. Nó đu lên vợ. Có KS đâu, Tôi không hề KS luôn á mọi người. Tính chạy với em Hiếu, Nó nghĩ sao đòi chạy với Miếu được vậy? Trời ghê chưa? Có KS đâu? Biết gì đâu trời. Biết gì đâu. Tao hỗ trợ 4 mạng kìa. không có tập trung vô cái số mạng người ta hỗ trợ gì hết, hỗ trợ 4 mạng kìa, trời ơi. Hello Nguyễn Chi nữa đâu em, KS đâu mà KS, đâu có KS đâu. Nãy giờ mấy ông thấy rồi, tôi có KS quả nào đâu. Không bảo vệ AD gì hết, ông Vayner này thiệt tình. Ông Vayner ông không bảo vệ AD mấy ông ơi, ông bỏ rơi AD ổng vậy đó. Đừng, đi chậm nó đi, đi chậm nó đi. Bruh. Yeah. Căng quá anh Hiếu ơi, ok không? Quýnh dạ căng cái gì căng em? Căng hay là cái này căng? Lần đầu xem coi livestream đấy. Hello Cương Đinh nha. Hello Hoàng, hello em, hello Sang Bùi nha. Bóp 3 lần xong gọi tên em thật nồng nhiệt đi anh. Không có luôn. Hello Sang Bùi, hello em, hello thành công nha. Bóp rồi gào thét tên em đi anh, thôi mày biến giùm tao luôn đi. Hết bóp 3 lần rồi giờ tới bóp gào thét. Bóp là bóp hoài vậy. Xẹp lép rồi. Đợi xíu đi, đợi xíu đi. Đợi xíu đi. Đây qua nè, qua nè, qua nè, combat quả này nè, combat quả này nè. Mình phải chọn vị trí, mình đứng ở trên mình bắn xuống. Hiểu không? Hiểu không? Đó, 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 góc này quá đẹp, góc này quá đẹp. Góc này quá đẹp, góc này quá đẹp. Đọc tao rút mày sống ha, đọc tao rút mày sống ha, đọc tao rút mày sống ha, sống ha. Lựa góc, phải lựa góc, phải lựa góc. Hiếu chuột rút. Quang đọc vô cho nó hửi, quang đọc vô cho nó hửi. Có ôi tính KS luôn á. Ôi lộn, hỗ trợ, hỗ trợ. KS nào, tôi quang đọc tôi làm chặn cho tem tôi giết đó mà. Mày câm mồm đi. Fit đi anh, hello Kim Hoàng, hello em. Chi bất nhân vậy em. Hello Nam Lý, hello em. Tí sờ RB, SB. SB đâu? Vậy ai SB gì? Tôi AD á. Tôi AD á. Trận này tôi AD á mấy ông. Thôi để TF chết đi. R, ủa không phải R nó, không phải R TF mà R kia. Con Rai chết rồi, con Rai bị độc chết rồi. Tôi không có lát mấy fan ơi, có lát là tôi sống bỏ đó rồi đó. Có lát tôi lát bên kia là tôi đơm luôn thằng đó luôn rồi đó chứ đừng giỡn. Không chửi tôi nữa hả? Quýnh vậy được chưa? Quýnh vậy được chưa? Quýnh vậy được chưa? 1928. KS đầu KS, trời ơi có một mình tôi quả đó luôn á, một mình tôi quýnh 4 thằng, tôi giết 2 thằng mấy ông còn kêu tôi KS nữa, tôi mệt mấy ông thiệt luôn á. Ủa em đi ăn cơm vô rồi sao chưa tắt livestream nữa vậy anh? Em mong tem anh là report anh. Rồi hay quá, cảm ơn em mà rột vip nộp mô. Ừ, này đáng lý phải cầm mũ phép thuật ấy ha. Tại nãy nghèo quá không có đủ tiền mua đồ á. Đủ tiền mua là tôi mua luôn cái mũ phép thuật rồi. Đợi nón chống bị cảm. Trời ơi, một giây của nó, một giây của e. Rõ ràng nha mấy ông Vayner nhường tôi á. Mấy ông cứ nói tôi ké nhưng mà tại đồng đội trân trọng em hiếu, đồng đội thấy em hiếu tội nghiệp, đồng đội cho em hiếu ăn mạng. Vayner nhường mạng tôi kìa. Thôi mày đừng có bốc quát. Mấy ông thấy Vayner nhường mạng tôi không? Mày đừng có mồm điêu đi. Vayner người ta quýnh người ta nhường mạng cho tôi đàng hoàng luôn mà kêu hả tôi ké. Ôi sao bê như nữa, mày chat vậy đó. Quýnh 2138 vẫn chữ, 2138 vẫn chữ, chữ miết luôn. Cảm ơn em. Diệm tao hết. Tuy là em hiếu rất xanh nhưng em hiếu vẫn giữ cái mảnh chân băng, em hiếu vẫn là SB chân chính, vẫn là SB thuần. Tao Vayner đây. Hay quá bro VIP nộp mô. Hello Nguyễn Quỳnh Anh nha, hello em. Hello Mino nè nha. Thôi hẳn KS rồi, cảm ơn Hồ Văn Sơn nha. Anh Hiếu chào em đi, chào Nguyễn Đức Hiếu chào em. Hello anh gọi tên em đi anh. Hello thằng lười, hello em. SB gì vậy? SB chửi hoài luôn á. Mấy ông không phải mấy ông muốn kiếm một người SB mà hả lao động chân tay như em Hiếu là có đâu nha. Nha. SB này là SB lao động chân tay đó. Dạ có rất nhiều người đánh như vậy. Nhưng mà không phải trận nào cũng ăn may mà xanh được giày đâu. Lỡ biết đâu có mấy trận thọt banh kẹt sao. Quýnh liều mạng vậy mà thọt cái nó chửi, ta nói chửi nhìn không ra luôn. Chạy đi đâu nữa, té ngựa liền. Đừng đam nữa, lỡ như mình đam quả đó là con té nó giết á. Ở lộn. À mình chạy, tôi sợ quả đó, tôi sợ bị con Caleb nó giết. Tôi sợ bị con Caleb nó giết cho nên tôi chạy nha mọi người. Chứ không phải là tôi đợi hồi chiêu để tôi KS đâu, mọi người đừng hiểu lầm tôi nha. Nice, nice. KS đâu trời ơi là trời. Quýnh giày kêu KS, quýnh SB giày kêu KS, quýnh SB giày kêu KS. Khổ thiệt luôn á. Rồi hello tất cả các bạn nha. Mình rất là cảm ơn và rất trân trọng mấy bạn vì có mặt trong buổi tối, trong buổi trưa ngày hôm nay. Chưa tốt lành này nhiều may mắn nha mọi người. Thôi thì nghỉ ngơi sớm nha, để tối còn livestream nữa. Hẹn gặp lại mấy bạn vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Đừng quên để lại like video ủng hộ cho tôi nha. Bye bye. Còn ai chưa có bấm subscribe kênh YouTube thì mấy bạn bấm subscribe kênh YouTube là Hiếu Leblanc luôn nha mọi người. Bye bye. Cảm ơn Samita. Bye bye Hiếu đi. Bye bye.